Sau gần 1 năm thực hiện, tổng số tiền người chung đấu giá nộp vào tài khoản chuyên thu của Cục Cảnh sát Giao thông để nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 2.700 tỷ đồng. Trong đó một số biển có giá chung đấu giá cao như 51K88888 là 15 tỷ 265 triệu đồng, 30K Ngũ Quý 5 là 14 tỷ 495 triệu đồng, 11A Ngũ Quý 1 là 8 tỷ 780 triệu đồng, 72A 77777 là 6 tỷ 850 triệu đồng. Tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về đấu giá biển số xe, trong đó bổ sung quy định đấu giá biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải, nền màu vàng, chữ và số màu trắng và xe mô tô, xe gắn máy. Trước đó ngày 27 tháng 6, Quốc hội thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó có nội dung quy định về đấu giá biển số xe, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đảm bảo việc cấp biển số xe công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số xe để tham gia đấu giá.